Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ơi, đây là hoa khôi của làng Văn Viên nào, người con của Hà Nội ngàn năm văn hiến, đồng hữu thị thơ của Hà Nội. Xin mời các đôi văn nữ chúng ta vào gặp ban tổ chức để tiếp đón đô thơ người con của Hà Nội. Xin mời các đôi văn. Thank you.
các bạn xem lại pha vừa rồi. Chúng ta không biết gì thì chẳng có tay như vậy cả. Hai đội bạn tiếp tục vào sân sớm để tiếp tục thi đấu. Đó là một pha quay chậm rất tuyệt vời. Nên đánh rất tuyệt vời. Hai đội bạn tiếp tục. Hai đội bạn cố gắng nào. Anh Tài ơi. Đỗ Ngọc Việt Yên đang đỏ. Đỗ Hiếu Hiệp Hòa đang say. Và những tràng vỗ tay của quý khán giả đâu rồi ạ? Chúng ta không có gì như tràng vỗ tay của mình khi được chứng kiến những kiêu vật với những đội vật hàng đầu về với sứ vật năm nay. Hãy đồng vật cố gắng lên nào. Đưa nhau vào giữa sổ đi nào Ngọc ơi. Cố gắng lên nào. Những tràng vỗ tay ạ. Mời quý vị hãy đồng vật tiếp tục vào giữa sổ rồi. Hãy đồng vật tạm nghỉ. Xin mời đoàn Thái của Thái Đào đô cử Vĩnh Phúc vào sổ. Và kêu vật tiếp theo trong buổi sáng ngày nay, đồ đoàn của Tất Điền đã có đồ Trần Nam của Hoài Đức xin tiếp. Xin mời hai đội vật chuẩn bị trang phục. Các bạn xem lại pha vừa rồi. Cố gắng lên nào. Hai đội bật cố gắng lên nào. Nam cố lên nào, Thoan cố lên nào. Đưa nhau vào giữa sới đi nào. Ra ngoài mất rồi. Hai đội bật tiếp tục vào giữa sới. Hai đội bật tiếp tục. Bác Tài ơi, em nhờ cái máy quay. Thoan cũng lên nào, Nam cũng lên nào. Người con mảnh đất 98 Bắc Giang, người con của mảnh đất ngàn năm văn hiến Hà Nội, đó là Trần Nam. Hỏi đồng vật cố gắng cống hiến đi nào, thì đồng tích cực quyết liệt đi nào, dù bị đánh sở trường, bị đánh say đắm lòng người đi nào. Toàn cố lên nào, đang cố lên nào, cố lên nào, cố lên nào. Không tuyệt vời. Tiếp tục vào giữa số này, thử mình đánh. Mời các bạn xem lại, pha quay chậm. Quá đẹp. Bây giờ hai đội đang tích cực. Tiếp tục vào sân sới. Tuy nhiên thì ra ngoài mất rồi. Hai đội vật tiếp tục. Trận đấu lại tiếp tục. Và xin mời các đội vật nữ chúng ta vào gặp gỡ với đội thơ đến từ Hà Nội, hoa khôi của làng văn Việt Nam. Xin mời các đội vật nữ chúng ta vào gặp ban tổ chức để gặp gỡ đô thơ, người con của mảnh đất Hà Nội ngàn năm văn hiến, hoa
nào. Toàn cố gắng lên nào, đưa nhau một sức sáng lên nào. Toàn cố lên nào, Nam cố lên nào. Đó, các bạn cố gắng lên nào. Hãy đưa nhau một sức sớm đi nào, Toàn ơi. Rất hay rồi. Cố gắng lên nào. Nam cố lên nào, Toàn cố lên nào. Nam cố lên nào. Và đâu bạn hãy dùng để đánh sở trường đi nào. Cố gắng lên nào. Và xoay người rất nhanh. Thoạt cố lên nào. Nam cố lên nào. Những tràng vỗ tay đâu rồi ạ? Vỗ tay thật lớn lên nào. Chúng ta được chứng kiến hai động vật, hai ông đồ với kinh nghiệm bản lĩnh chân bạc của mình đã gặp nhau tại sới vật của Lê Đình Chùa Sàn năm 2024. Đó là đội Phan Lai Đỏ, người con của Tân Yên, và đội Trần Nam, người con của Hoài Đức, Hà Nội. Hai động vật cố gắng lên nào. Nam ơi, mình đánh sở trường của mình, hãy dùng mình đánh sở trường của mình đi nào, Thoan ơi. Ra ngoài mất rồi, hãy đồ tạm nghỉ. Xin mời đôi Ngọc Việt Yên, đôi Hiếu Hiệp Hòa tiếp tục vào sới. Mời các bạn xem lại pha vật vừa rồi. Đây là kèo vật rất hay, nhận được rất nhiều sự quan tâm của các kia tướng quốc gia. Và rất là đẹp quật người. Đây là hai động vật đã từng thi đấu ấn tượng với nhau rất nhiều thời gian. Và ngày hôm nay trên sới vật của Lê Đình Chùa Sàn, hai động vật đã cống hiến biểu diễn cho quý khán giả. Rất nhanh. Rất tuyệt vời. Mời quý vị các bạn xem lại pha vừa rồi. Kiều vật dân tay và hấp dẫn cũng như cho quý khán giả. Những chàng vỗ tay đâu ạ? Chúng ta không tiếc gì những chàng vỗ tay cả. Pha quật rất là đẹp, rất là nhanh và chuyên nghiệp. Đô Thoan và đội Trần Nam Hoài Đức vào sân. Bây giờ tiếp tục Đô Thoan. Hiểu có được không? Hai đồ vật
vẻ rất mạnh, rất cố gắng. Hai đội vẫn cố gắng nào. Hôm nay thì thời tiết khá là oi. Dù bị đánh sạt trường đi đâu cũng đã đỡ hơn hôm qua, bởi vì ban tổ chức đã cho lập mái che. Tuyệt vời, không được rồi. Ra ngoài mất rồi. Mời các bạn tiếp tục vào xử lý. Mời các bạn xem lại pha vừa rồi. Và tạt cánh đánh đầu. Tiếp tục một pha lật người. Hai đứa cố gắng lên đâu. Thôn cố lên đâu. Hai đứa cố gắng lên đâu. Thôn cố lên đâu. Nam cố lên đâu. Cố gắng lên đâu. Dương Trọng vỗ tay đâu. Dương Trọng vỗ tay đâu rồi. Market. Liệu có được không? Rất nỗ lực của hai đồ. Thân hình hai ông đồ khá là cân đối. Hai đồ vẫn cố gắng lên nào, quyết liệt lên nào. Thoát cố lên nào. Nam cố lên nào. Những suất của hồi đã rời. Thì đó là tại sao? Đó là tinh thần thể thao, đó là tinh thần thương phó của dân tộc. Sự cố gắng không hề nhẹ. Tuy nhiên hai cô, hai đồ vật cố gắng lên nào. Ra ngoài vừa rồi và xin mời Đỗ Ngọc, Việt Yên, Đỗ Hiếu, Hiệp Hòa tiếp tục vào sới. Xin khán giả này, ông Đỗ Ngọc, tên hiệu là Ngọc Lợn. Bảo với anh Cao ơi, lúc em bỏ vật mấy năm nay rồi, nhưng năm em thấy hội sản em lại về em vật phục vụ khán giả một keo. Ê, anh Thượng Long, chú Thượng Long em luôn. Xin cảm ơn kiện tướng quốc gia Đỗ Cao rất nhiều. Và ngày hôm nay hai đồ vật đã công hiến cho quý khán giả một keo vật và chúng ta không tiếc gì những tràng vỗ tay cả. Những tràng vỗ tay đâu rồi ạ? Vỗ tay thật lớn lên với hai nhân vật, đó là Đỗ Ngọc, Việt Yên, đó là Hiếu, Hiếm Hòa. Hai nhân vật cố gắng lên nào. Thiếu công hiến dành tặng cho quý khán giả và con nhân dân du khách thập phương những vị đánh xa trường, những vị đánh say đắm lòng người đi nào. Cố gắng lên nào. Hai nhân vật cố gắng lên nào. Những tràng vỗ tay đâu ạ? Ra ngoài mất rồi. Các bạn xem lại pha vừa rồi. Rất hàng đỏ. Hai đồ vật tiếp tục. Ngọc cố gắng lên nào, Hiếu cố gắng lên nào. Nhưng mình đánh sợ chờ đâu rồi. Đây rồi. Rất tốt. Rất chờ mắt với mình đánh sợ rồi. Như vậy là đã có chiến thắng. Hiếu Ngọc, Việt Yên, Đại Đỏ đã xem lại pha chiến thắng vừa rồi. Đại Sành, tôi xin mời ông Đặng Tuấn Sơn đại diện cho ban tổ chức lên trao giải lèo cho Đỗ Ngọc của Việt Yên. Xin chúc mừng Đỗ Ngọc. Tôi xin mời trọng tài khu trưởng cho Đỗ Nguyễn Thị Thơ của Hà Nội trao sới. Xin mời. Có đồ nào nếu như đồ vật nào và gặp gỡ đồ tử sẽ có phần thưởng bằng
đang là đối thủ của nhau đã cống hiến cho bà con nhân dân du khách thập phương. Những bên đánh cực kỳ hay, những bên đánh làm say đắm lòng người của đội tuyển Tân Yên Hà Nội Sơn Nam, của Hoài Đức Hà Nội. Rất hay. Cố gắng lên nào. Mời các bạn xem lại pha vật vừa rồi, một pha nhấc bóng cực kỳ tốt. Ra ngoài vừa rồi, hai đội vật tiếp tục vào. Pha quay chậm cho thấy hai đồ rất cố gắng. Bây giờ trận đấu lại tiếp tục. Thi đấu rất giằng co, bất phân thắng bại. Rất nhanh, không được rồi. Cột. Hãy đưa nhau vào sân sới. Rất mải những miếng đánh, có khi húc cả vào cột máy quay. Theo thể lệ vật dân tộc và các cô hầu như là sáu mũi dồn về một. Đây là khán giả xem rất đông. Trận đấu lại tiếp tục. Cố gắng lên nào, con cố gắng lên nào. Hai đội vật cố gắng lên nào. Hãy dùng biển đánh sợ cho mình, biển đánh quyết định đi nào. Cố gắng lên nào. Hãy đưa nhau vào sân sới. Hai đội vật hãy cố gắng lên nào. Toàn cố gắng lên nào, trọng tài nhắc hai đội thi đấu tích cực. Biển đánh sợ chưa đi nào. Người đánh làm say đắm lòng người đi nào.
vật đã thi đấu với nhau khá nhiều năm. Và đó là kinh nghiệm, đó là bản lĩnh. Và cả hai đội vật ngày hôm nay gặp nhau tại sân vật của Lê Đình Chùa Sàn đã cống hiến cho bà con nhân dân, du khách thập phương những bên đánh rất sức đẹp mắt, những bên đánh làm say đắm lòng người. Và các quý khán giả, chúng ta không tiếc gì những tràng vỗ tay để dành tặng cho hai đội vật trong buổi sáng ngày hôm nay. Hai đội vật cố gắng lên nào. Và những bóng hồng cũng đang ra vật, các bạn có thể quan sát thấy đây là những bóng hồng chuẩn bị xuống vật. Hai đội vật cố gắng lên nào, chuẩn bị đánh sao chưa đi nào. Rất khó để có thể với những bên đánh sao chưa của mình khi mà hai ông đồ đã từng thi đấu với nhau, họ đã quá hiểu nhau. Đến đây hôm nay hai đội vật tiếp tục ra nghỉ giải lao. Các bạn hãy bấm đăng ký kênh, hai đội vật tiếp tục like video và chia sẻ. Xin cảm ơn. Xem lại pha thi đấu rất nhanh. Một pha thi đấu chớp nhoáng rất chuyên nghiệp. Hai đồ ra nghỉ một chút.
phải đi thuyền để ra sân Sới. Sân Sới rất là hẹp. Xin chào khán giả Dũng Phí. Chỉ còn 30 phút nữa chúng tôi sẽ khép lại giải đèo. Xin mời các đồng bạn, chúng ta chưa có đèo, chúng ta nhanh chóng các bạn tổ chức để đăng ký những cái đèo trong buổi sáng hôm nay để đến với trận chung kết sẽ diễn ra vào buổi chiều ngày hôm nay. Và xin mời các đồng bạn nữ, chúng ta về gặp gỡ với đường Nguyễn Thị Thơ của Hà Nội, người con của mảnh đất là Nam Văn Hiền. Xin mời các đồng bạn nữ, chúng ta về gặp ban tổ chức để gặp gỡ đường Nguyễn Thị Thơ của Hà Nội. Xin mời các đồng bạn. Go! Xin mời đội toàn, đội nam tiếp tục. Trận đấu lại tiếp tục. Các bạn xem lại pha vừa rồi. Có các bạn cố gắng lên nào. Một pha thi đấu rất quyết liệt. Con 98 Bắc Giang, người con của mảnh đất ngàn năm văn hiến Hà Nội, cố gắng lên nào. Cố gắng lên nào. Hai đứa bạn cố gắng lên nào, đưa nhau vào giữa Sới. Cố gắng lên nào. Tiếp theo. Pha nhấc bổng nữa. Hai đứa bạn tiếp tục vào giữa Sới. Rất quyết liệt. Ra ngoài mất rồi. Hai đội tiếp tục. Nếu có xuống để tắm thì rất là mát. Hai đội tiếp tục. Rất cố gắng lên đầu. Một pha. Những người đánh hết sức đẹp mắt của cả hai đội bạn. Lật mình. Dành tặng cho quý khán giả và con nhân dân du khách thập phương. Và dù cho thời gian đã mệt quá chưa, tuy nhiên vẫn còn rất tốt quý khán giả với niềm đam mê, với tình yêu. Với mời các bạn xem lại pha đấu vừa rồi. Các khán đài của Sới Vật Lễ Hội Đình Chùa Sàn năm 2024, đó là một pha thi đấu rất gây cấn. Và chúng ta không tiếc gì những tràng vỗ tay để dành tặng cho các đôi vật đã thi đấu trong buổi sáng ngày hôm nay. Và những tràng vỗ tay đâu rồi ạ? Hai đôi vật tiếp tục. Rất cố gắng nhưng không được. Cố gắng lên đâu. Chưa có gì xảy ra cả. Nhưng vẫn không được. Mời các bạn xem lại pha đánh vừa rồi. Tuy nhiên vẫn chưa thể. Có những bên đánh có thể. Trong vật tự do thì sẽ được khoảng 4 điểm. Nhưng đây là vật truyền thống, vật dân tộc, sẽ không có điểm. Cố gắng lên đâu. Con cố lên đâu. Nam cố lên đâu. Hãy
Hải Đồ không có miếng đánh. Hải Đồ vật tạm nghỉ và xin mời đồng minh Sa Lâm đội Hiếu Hiệp Hòa vào sới. Quyết liệt. Hiếu cố gắng lên nào, Vinh cố gắng lên nào, hai đồng vật cố gắng lên nào. Hai đồng vật cố gắng lên nào, hãy xuống mình đánh sao cho lên nào. Thôi chú cứ bè đi. Hai đồng vật cố gắng lên nào, quyết liệt lên nào. Hiếu chào vỗ tay không thôi ạ, vỗ tay thật lớn lên nào. Đây là một đồ vật dẫn theo cả con đi vật cho vào sới vật. Mời quý vị khán giả tương tác, các bạn hãy đăng ký kênh. Bình luận. Hòa Phong đã có phần thưởng cho hai đồng vật, đội Hiếu Hiệp Hòa 100.000 đồng, đội Minh Sa Lâm 100.000 đồng. Đó là những điều Hòa Vinh tiền được và chúng tôi cũng rất mong nhận được những điều Hòa Vinh để tiếp thêm cho hai đồng vật bằng những tràng vỗ tay của quý khán giả, những tràng vỗ tay của quý khán giả đâu rồi ạ?
những con thuyền chở các vận động viên ra giữa sới. Trận đấu là xin chào khán giả trung trường. Khán giả có bình luận là phong cảnh rất tuyệt vời. Hãy đồng hành để tiếp tục thi đấu. Hãy đồng bào chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị.
năm, 14 năm.
Tới rồi. Tới rồi. Quay loa sang bên này, người ta quay loa sang bên kia rồi. Cái loa bên trái của khán đài này. Loa quay sang bên kia để dưới này hết hơi thì không nói được. Hãy đồng phần tiếp tục. Một cái gì đó gọi là lạc trôi, một cô gái bị trôi giữa dòng. Hãy vẫn cố gắng lên nào. Hãy đưa lên nào. Hãy đưa nhau vào giữa sới đi nào. Hãy đồ. Hai đội tiếp tục vào giữa sới.
Hết mình đánh, chuyển sang thế du đỏ. Chất lượng chuyên môn không được cao cho lắm so với những đồ kiện quốc gia. Quyết liệt lên nào. Hãy chuẩn bị đánh sau trường đi nào, đưa nhau vào giữa sới. Hãy đưa nhau vào giữa sới để tìm đánh của mình. Xuống đi, xuống đi. Và sau keo vật này thì chúng tôi sẽ khóa lèo. Và tất cả các đồ vật chưa có lèo đều sẽ không có mặt tại vòng chung kết của buổi chiều ngày hôm nay. Thời gian làm việc của buổi sáng ngày hôm nay, sau keo vật giữa Đồng Minh, Gia Lâm và Đồng Minh Hiệp Hòa, chúng tôi sẽ kết thúc khảo lèo và sẽ khóa lèo. Và tất cả các đồ vật không có lèo sẽ không có được quyền vào tham gia trận chung kết buổi chiều ngày hôm nay. Như vậy đã hết giờ làm việc của buổi sáng. Xin gặp lại Đô Thoan của Tân Yên, Đô Nam của Hoài Đức vào 13 giờ buổi chiều ngày hôm nay, tiếp tục khảo lèo Đô Minh của Gia Lâm và Đô Hiếu của Hiệp Hòa 13 giờ buổi chiều ngày hôm nay, tiếp tục khảo lèo. Đây là hai keo lèo cuối cùng sẽ diễn ra vào buổi chiều ngày hôm nay. Vì thời gian làm việc của buổi sáng đã hết, xin hẹn gặp lại hai đô trong buổi chiều ngày hôm nay. Quý vị khán giả hãy đăng ký kênh, hãy để lại một like, một chia sẻ và không quên đăng ký kênh để chiều nay chúng ta sẽ là trận chung kết giữa đồ vật nam nữ, cũng như là tất cả các giải sẽ được chúng tôi phát trực tiếp trên VTV Sports buổi chiều hôm nay khoảng 1:30. Chúng tôi sẽ phát sóng trực tiếp. Các bạn hãy đăng ký kênh để khi chúng tôi phát trực tiếp, các bạn sẽ